Lén mang mèo lên xe khách để về quê dịp 2 tháng 9, cô gái nhận cái kết xuống xe. Sáng nay ngày 2 tháng 9, dân tình đã không ngừng xôn xao, bàn tán về đoạn clip ghi lại sự việc một cô gái bị đuổi xuống giữa đường vì lén mang mèo lên xe khách. Cụ thể, theo lời chia sẻ của chủ clip, vì kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay được nghỉ khá dài nên cô quyết định đưa mèo về quê. Tuy nhiên, đi được 2/3 quãng đường, cô bị chủ xe phát hiện lén mang mèo lên. Vì vậy, họ đã yêu cầu cô gái cho mèo vào ba lô và để dưới gầm xe. Do không muốn bé mèo phải chịu khổ nên cô gái quyết định xuống giữa đường và bắt xe khác. Lúc này cô còn xa nhà gần 200 km. Vì không còn cách nào khác nên cô chỉ đành bắt taxi để mèo và mình có thể về đến nhà. Ngay khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình. Hầu hết mọi người đều không đồng tình với hành động lén mang mèo lên xe của cô gái, bởi hầu hết các nhà xe đều kiêng mèo. Họ quan niệm rằng mèo lên xe sẽ dẫn đến những tình huống xấu. Chưa kể, mèo còn có thể gây ảnh hưởng đến những hành khách xung quanh, làm mất vệ sinh xe. Số khác lại cho rằng mọi người không nên quá khắt khe với cô gái, có lẽ vì quá yêu thương thú cưng, không muốn để bé mèo ở một mình trong nhiều ngày, nên cô nàng mới bất chấp như vậy. Một số bình luận cũng khuyên cô gái nên hỏi từ trước, sau đó chọn phương tiện phù hợp, như vậy mới không bị đuổi xuống giữa đường, cũng tránh mất tiền thêm vì bắt taxi. Thực ra giờ có rất nhiều nhà xe đồng ý cho chó mèo lên, nên sau em hãy tìm hiểu trước nhé, đừng lén mang lên như này. Ai làm tài xế lái xe cũng vậy, họ kiêng mèo lắm, bạn nên tôn trọng quy định của xe khách, một dân mạng cho hay. Còn bạn, bạn thấy sao về pha lén đem mèo lên xe của cô gái này? Bình luận ngay bên dưới cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.